Ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Bộ Công an Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại tham gia cơ quan đảng đầy quyền lực của Bộ Công an. Tin này được báo chí Việt Nam đưa ra vào ngày hôm nay sau một buổi lễ tại Hà Nội công bố danh sách 16 người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng mời bà Marietta Tanoka, tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đi thăm các cơ sở tôn giáo tại đây. Lời mời được đưa ra trong buổi lễ chào đón bà Tanoka nhận nhiệm sở mới. Mục đích được nói là để chứng kiến việc người dân Việt Nam có các quyền bình đẳng và tự do tôn giáo. Đài Loan yêu cầu công ty Google làm mờ các hình ảnh vệ tinh của công ty này chụp đảo Ba Bình tại quần đảo Trường Sa đang do quân đội Đài Loan trấn giữ, với lý do là để giữ bí mật các cơ sở quân sự của mình trên hòn đảo. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam bà Trần Thị Nga nói trong một phiên họp tại Hà Nội sáng nay là tham nhũng tại Việt Nam đang ổn định nhưng chưa bị đẩy lùi và số vụ được phát hiện ngày càng ít. Theo báo cáo bà đọc trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì việc phát hiện, điều tra, xét xử các vụ tham nhũng cũng như số tài sản thu hồi từ các vụ này đều giảm so với năm 2015.